chào cả nhà. Hôm nay mình bán được rất là nhiều cái dầu gội này, cho nên mình xin nói lại sản phẩm này với mọi người nha. Đây là dầu gội Head & Shoulder Clean Collagen, dòng dầu gội chuyên đặc trị gầu, nấm, ngứa, da đầu nha mọi người. Và mình đã bán rất là nhiều luôn rồi, chắc cả trăm chai có. Và khách hàng sử dụng của mình rất là nhiều luôn, và những cái người khách đó cũng đi giới thiệu khách khác cho mình khá là nhiều, vì hiệu quả của chất lượng, hiệu quả chất lượng của cái dòng dầu gội này mang lại. Những cái khách hàng mà bị nấm, ngứa, da đầu dầu nhờn, đặc biệt là bị gầu rất là lâu rồi mà không có sản phẩm nào phù hợp hoặc không có sản phẩm nào có thể trị khỏi, thì sau khi sử dụng cái dòng sản phẩm này của mình thì hầu như là gầu đã được trị rất là sạch luôn, và họ duy trì sử dụng sản phẩm này của mình rất là lâu dài. Tức là khi mà bị nấm ngứa quay trở lại thì họ nghĩ tới cái dòng sản phẩm này liền luôn. Và mình có gặp một trường hợp là một bé gái học lớp 5, mẹ của bé đó dắt đến cho mình coi thì trên đầu của bé hầu như là nấm và gầu đóng mạng mạng rất là to luôn. Chỉ cần gãi một cái thôi là nó ra một cái lớp trắng dày rất là lớn luôn. Và cái điều đó bé cũng là lớp 5 rồi mọi người, bé lớn rồi và có sẽ cảm giác là giống như là không có được tự tin trước mọi người, vì cái đầu của mình như vậy. Và tóc của bé rất là đẹp nha, tóc dài lắm tới vai nhưng mà da đầu thì lại nấm rất là nhiều, ngứa rất nhiều luôn. Và mẹ của bé đó đã tin mua sản phẩm này của mình về, thì sau khi sử dụng một tuần thôi quay lại và khen ngợi cái sản phẩm này rất là nhiều và cảm ơn mình rất nhiều luôn. Cho nên mình khuyên nếu mà ai da đầu đang nấm ngứa bị rất là lâu rồi, thời gian dài mà không có sản phẩm nào chữa khỏi, thì mọi người hãy sử dụng thử qua sản phẩm này đi nha. Và đây là hàng chính hãng xách tay từ Mỹ về luôn nha mọi người, rất là tốt luôn. Mình rất là tự tin khi mà giới thiệu với khách, vì quá nhiều khách hàng của mình cho cảm nhận về cái sản phẩm này cực kỳ tốt, cho nên mình rất là tự tin luôn nha. Ai cần sản phẩm này thì inbox cho mình nha. Mình có Zalo đó, mọi người có thể add Zalo của mình để tư vấn thêm ha. Mình xin chào.